con nó cháu khổ quá. Ông Dùng ơi. Dạ vâng, con đây ạ. Ông muốn đến nhà con chơi đấy, đợt con ông đến lần cuối đấy. Đúng rồi. Rồi về. Ông đi đấy con ạ. Đúng. Đúng. Nhưng con sao ông đi, cháu đẩy cháu lồng cháu lan nó khổ thế ạ. Dung ơi, sao không bảo đài lọc nó lên? Con cũng có nói nhưng mà em Nga lại bảo gấp quá. Tại anh không sắp xếp thời gian bận. Trời ơi, sao mày ngu thế? Con người trần mắt thịt nên hứng. Mai bảo nó lên nghe chưa? Mai lên ngay. Chậm chế một ngày không được đâu. Thế xây nhà tổ thì đang nghĩ ông xem phải nghĩ ra bố mẹ con một người sống thì dọn dẹp thì con cháu đi về chứ. Thôi con ạ. Chỉ có đến đấy thôi. Vậy mà khổ quá ông ơi. Khổ thì biết làm sao được bây giờ. Ông về từ lâu rồi. Ông về đây từ lâu rồi. Nhưng mà họ chưa cho vào. Bây giờ mới được vào. Nhìn các con các cháu. Chưa cho lên chứ không phải chưa cho vào. Thì tôi nói nhầm tí có sao. Đúng rồi. Không phải bảo các quan đây khó tính. Thế hôm nay nhá. Vâng, con xin lỗi. Con biết rồi ạ. Cấm nói nhiều nhớ chưa. Vâng, con biết con cũng bỏ quá nhưng không thể bỏ được đầu óc con lúc con nào ơi. Cũng bỏ thôi. Con có nghe bố không? Vâng, con nghe đấy ạ. Con nhá. Về con chỉ cố xấu vào đấy thôi. Thôi. Nói nhiều lắm. Nhọc lắm. Vâng. Bây giờ mà không con không như thế thì đầu óc con cứ mệt mỏi lắm. Nào. Thế con có nghe tôi không? Con nghe ạ, con nghe bố rồi. Nghe thì từ nay câm mồm nhớ chưa? Vâng ạ. Con nghe rồi. Cô nắm mồm lắm. Vâng. Từ trước đến giờ nắm mồm lắm. Đừng nói nhiều nữa. Ông ơi, thì hôm nay gia đình làm lễ thì gia tiên nhà mình với cả ông bà thì đấy có nhận được đấy không? Có, vui lắm. Vui lắm Tùng ạ. Vâng. Tùng ơi. Gia tiên người ta hoan hỉ gì không? Tùng. Dạ vâng, con đây ạ. Thương các em luôn nhé. Dạ vâng ạ. Lúc khác. Ok, nó cứ để cho mình kết. Đi mở cửa. Ông đi đâu mà chúng vừa anh em với con bà bọc nhau mà. Thôi thì nhớ anh ít cả đấy. Dạ vâng ạ. Ông trước ông sai ông vẫn bỏ cháu thế. Nhớ ít con đấy con ạ. Vâng, một khi con giống ông con sang đấy không? Ông con thân cháu thì cũng phù hộ cho các con đâu cháu thì lớp tiên mạnh khỏe đi. Công danh sự nghiệp để học hành giỏi giang. Thì trả phù trong nhà mình thì phải thôi. Vâng, nhưng mà con cháu nó cũng cứ thấy làm sao nó cứ đi hết vậy. Ôi trời ơi, chán lắm. Chán lắm cơ. Xem còn mắc mớ chỗ nào thì ông sáng tay trong đi để cho ông chỉ lối cho các con với cháu để làm vui những hải đi. Ôi trời ơi, sao mà đông vui quá. Vâng. Ừ, lâu rồi chẳng gặp thằng Đài cơ. Vâng, thế ạ. Lâu rồi đấy. Vâng. Chẳng gặp nó. Con chào ông ạ. Dũng à? Dạ. Mời chú ạ. Em bảo thầy em không nhắm nào. Bố ham mất con tính là 2011 đến 2016 là cũng là 6 năm rồi. Nhưng mà năm nay bố cũng phấn khởi vì con mua trí đất bố ạ. Con mua hai suất luôn. Nhưng mà thực tế là cũng ra bán được một chút nên là cũng phải trên 70 mét vuông. Thì con ý định là sang năm nhuận rồi bố ạ. Sang năm nữa con lên con hỏi thầy nếu sang được nhà mới thì con sang cho bố, cho con thật đỡ lăn tăn cuộc sống, con đỡ lăn tăn với bố. Vì mẹ với bà con cũng làm trọn vẹn rồi. Thế nhưng mà khi nào mà sẵn cắt là... được cho ông thì ông cố gắng ông sẵn tay là ông chỉ nối cho cô chú. Dù rằng cô mệt mỏi, con rất mệt mỏi nhưng mà... Bà, làm sao ấy nhỉ? Khổ quá, tôi đã về bảo cô rồi. Cô có nghe tôi không? Chỉ là bình thường câu chuyện, cô đừng nghĩ như thế. Cái nghĩ của cô nó quá ra đấy. Đừng nghĩ ra quá mệt lắm.
thành một chuyện to. Bây giờ cô có hứa với tôi là cô không nói gì nữa không? Sẽ đừng nói nhiều nữa, nói nhiều không có giải quyết được cái gì đâu. Khổ thật đấy. Ông cứ để tôi nhăn nhó thế này, tôi mệt lắm. Mà ý của cô chỉ là muốn là mệt lắm cơ. Xây nhà xây cửa cho ông cho nó sạch sẽ. Bố nhìn cái đất con vừa rồi con mua, bố nhìn có đẹp không? Ông ơi, nếu như mà khi nào mà sang cáp được cho ông phù hợp ấy ạ, thì để thuận lợi cho con cháu ấy, thì ông cố gắng ông sang thai hoặc là ông chỉ nối cho các cô, các chú, các anh em để làm cho ông nhé. Rồi là gia đình làm cho ông ấy. Vâng, để như nào mà sang nhà mới cho ông thuận lợi thì ông mách và ông sang thai hoặc là ông chỉ nối. Xong rồi xem các thầy, nhờ các thầy xem không ạ. Ông các cụ này không phải đầy đủ không? Thì ông cũng vào hôm nay cũng là phả độ ra tiên, sau đó thì ông cũng đi xin bề trên để đi ông cầu xin cho các con các cháu ông nhé. Rồi ông vừa ra ra tiên người ta phù hộ cho cả bên nội bên ngoài ông nhé. Có chứ. Vâng. Phù hộ cho nhà mình thì phù hộ cho ai? Vâng. Được ra ngoài đây. Dạ, vâng ạ. Nó chỉ lần này mới được ra ngoài vui. Vâng ạ. Ở dưới đây ông có thiếu cái gì không ạ? Ông có thiếu cái gì không ạ? Về đồ dùng, ông có thiếu cái gì không ạ? Na tiên rồi là ông bà có thiếu cái gì không ạ? Thì muốn hỏi là như vậy là bây giờ mẹ con ở dưới thì tình hình như vậy có khỏi thiếu thốn cái gì không? Mọi người về các cụ hôm nay có về đông đủ với lại bố không? Ông có thiếu cái gì? Thiếu gì thì cho giáo hóa cho không thôi trên trần biết. Có thì có rồi. Thiếu thì lúc nào ngày thì đấy thì cô chú con các con dân quần áo ăn cung dân ngày xưa cũng nhiều quen mà âm ra là ông chưa nhận được đầy đủ và vì con ở trong ấy mà quần áo đẹp đi về nhà con nhà cháu thì ông không phải tiết kiệm quá đúng rồi ngày ông mặc cho đẹp rồi tiết kiệm đi Quảng Ninh rồi đi Hà Nội chơi thăm con thăm cháu rồi các con các cháu trước thì lên Hà Nội lắm đấy thích lên nhà Dung này vâng thế giờ dưới đấy bố ở ông gặp bố mẹ con chưa mẹ con tình thế nào? Ông bà giàu có lắm, con cái thì mua đủ thứ, toàn quần áo đẹp. Vâng. Thế ông thiếu thiếu gì thì ông cứ nói cho cô chú con thì các em các cháu thì chúng con để chúng con biết thì chúng con dâng biếu ông. Thế ông đến nhà con thì ông không phải tiết kiệm. Vâng, ông phải tiết kiệm đâu. Ông cứ sang tay để cho chúng con biết được, để cô chú biết được, các em biết được thiếu thốn cái gì, không phải tiết kiệm, mặc đẹp vào đi chơi nhà con nhà cháu rồi các nơi đi xuống đây gặp tổ tiên nhà mình. Lâu nay ông có bị giam không? Hôm nay có bị giam không? Có. Hôm nay phá ngục ra chưa? Ra rồi, mới được vào đây chứ. Nay tự do nhá. Thế là ông sẽ đi để xin về trên được, và ông sẽ đỡ ông xin về trên cho được. Vui, tôi gặp được các con, các cháu tôi. Vâng. Vâng, vui vẻ. Thế dưới đấy ông có gặp được vợ nhà Đài, vợ nhà Lộc, vợ nhà Lan không? Mấy đứa cháu đây, cháu dâu đây. Có chứ. Thế à? Có họ nhà mình mà. Vâng. Tất ở trong đấy chứ đi đâu. Thế à? Quanh đấy cả. Thế giờ là... tiết người ta ở dưới đấy có vấn đề gì không, có thiếu thốn hay là vướng mắc gì không, để người ta nào hôm nay có hoan hỉ không ạ? Tiết người ta hoan hỉ lắm. Vâng. Vui lắm. Vâng. Thích lắm. Tiếng hoan hỉ siêu thoát thì mới phù hộ được cho con cháu. Đúng rồi. Vâng. Tùng nói nhẹ nhàng nhỉ. Ngày ngày ông còn sống đấy, con sang nhà cô chú sang theo ông người ta làm đấy. Ông nhớ chứ con. Vâng.
chúng con còn quần áo các thứ dụng cụ sinh hoạt thiếu gì thì bố cho biết để như vậy chúng con để tiếp sống và vẫn đi xe đạp hoặc đi bộ. Tôi toàn đi bộ thôi. Ông không có đi được xe máy không ạ? Không. Làm sao mà đi được? Vâng. Thì ông đi xe đạp không? Ông đi ông xin cho các con với cháu chắc không được. Con về phần đất cháu con mới mua ý nguyện của con là cho bố lên đấy, bố nhìn có được không? Mà bố có đẹp không? Con chỉ xây mấy móng bốn chung quanh thôi mà. Ý định của con là sang năm nhuận, con không muốn xây nhà mới cho bố. Ý định là phải sang năm 18, sang năm 17 thôi mà. Sang năm nhuận mùng 2 tháng 5 bố ạ. Con không muốn sang năm còn 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 cháu Dũng đấy thì ông xem nhớ nó lắm và thôi thì phù hộ cho cháu của có chứ bố phù hộ cho cháu đã là cháu học thông minh của bạn quý quan và mai kia ấy xong học rồi thì đến Hà Nội này để gần anh em chúng con ông nhé ông phù hộ cho em để mở kia nhất cháu học ông chứ và bố thì đang phù hộ cho học hành con ý định của con là chỉ muốn công an nhờ anh Tùng đấy công an với tốt quá vâng đấy ý định của con thế thì bố phải người ta bảo có âm nhưng có trần thì bố lại đi mây về gió để phù hộ độ trì cho cháu đó. Dạo này cháu rất là học rất là được bố ạ mà tự nguyện đạo đức tốt như không như năm ngoái thì làm một chút nữa ôi nó nhiều thế nhỉ nói nhiều nó ít thôi rồi bây giờ nhường cho Gia Tiên khác lên nói chuyện nhá ông nhá từ từ ông vui chưa chưa ông còn sang tay gì thì ông sang tay cho con cháu đi mấy khi mới gặp mà cứ đuổi đi vậy thế có đồng góc có ai đuổi ông đâu ông vẫn ngồi đây mà ông à có đồng góc cụ về cùng ông ạ đồng đồng lắm vui lắm vâng vui mà hoan hỉ lắm ấy à? Ông ơi ông có nhìn thấy bố định con về đây không bố con đấy bố của Tùng có tí nữa gặp nhá vâng. Ông cho hợp với con dâu quá làm gì nữa vâng ông cũng biết hết hợp con dâu thật đấy vâng ông cũng biết hết rồi bên Hồng Minh có lên nhiều vui nhỉ Tùng nhỉ dạ vâng ạ vui thế có mời luôn ông định lên không Gia Tiên nhà con Gia Tiên nhà con hai ông nói chuyện nhau không Gia Tiên bên nhà con ạ có vui quá gì nữa Gia Tiên với Ngọc Nguyễn có lên nhiều không ạ về bảo ông Kiều Minh ấy nhá có tâm vào không thì không biết lối mà lần đâu. Lại ông. Lại ông chỉ đường manh lối cho. Chỉ đường manh lối cho. Con lên đây đâu mà chỉ đường. Ông chỉ bảo cho con trai để con trai về truyền lại bố ạ. May mà có thằng con trai nó còn có tâm kéo lại vâng. Chứ không thì vâng. Chả biết lối nào mà lần. Vâng. Lại ông. Vâng. Thì thế chỉ phải phù hộ cho nó thôi. Vâng. Còn cái ông Kiều Minh kia kìa. Nhá. Giận vô đôi. Thích nữa à, thì còn cho sập nữa nhá. Mỗi người một tiếng nhưng mà ông đã vất vả lắm rồi ông ạ. Không có là nếu mà ông cũng mệt mỏi đấy. Đáng nghe là nhá. Hôm nay chúng nó bảo ông Kiều Minh lên đấy, nhưng mà ông không có tâm. Chúng nó là bảo làm gì? Bảo ông cũng chẳng lên đâu, ông không tin đâu. Nếu như mà có vấn đề thì à mà thôi, tôi cũng chẳng nói làm gì. Bởi vì tôi thương cháu tôi thôi. Tôi thương các cháu tôi thôi. Không, nhưng mà ông ạ, nếu như mà ông không ra của cô thì con mà nó vấn đề gì thương em các con ý. Tôi, thương các cháu tôi. Tôi chỉ nói thế để cho cháu để nó hiểu. Thôi. Chứ còn chán lắm. Ừ. Chán gia đình hết lắm. Vô sự vô sạch. Thôi, tôi chỉ thương cháu tôi thôi. Cho cháu rể nó biết thế thôi. Hai cháu tôi có tâm lắm. Nghe anh chị nó lắm. Nghe lắm.
anh chị bảo sao nghe đấy, nghe lắm. Mẹ con mừng rồi, con cũng mừng. Mà anh chị nhá, anh chị yêu quý chúng nó lắm. Có cái gì phải cho chúng nó nhất nhất. Cái gì cũng cho. Anh em nó quý nhau thì là tốt rồi không ạ? Anh em phải bao bọc nhau không ạ? Em vui quá. Vâng, ông vui. Ông vui, mọi người vui. Vâng, dạ. Con cũng muốn là cái gì tốt nhất cho các em thôi không ạ? Thì là người nhà mình cũng có. Ông chỉ nhờ Tùng cái này thôi. Dạ, vâng ạ. Con đây ạ. Còn em Quỳnh nữa đấy. Thì bảo con nhớ rồi, con cũng vẫn biết cái việc đấy. Giúp em. Vâng, vâng ạ. Sao nó khổ quá thế? Vâng, con biết là em cũng lật đật. Khổ lắm cơ. Vâng, lật đật. Đóng đá, đóng đông, chẳng đâu vào đâu. Phải có cơ hội thì em mới đi giúp được ông ạ. Thì con biết rồi. Đấy, chờ cơ hội ạ. Em đang bầu để cho nghỉ vâng. Sinh xong nhá ông nhá. Hứa với ông nhá Tùng nhá. Dạ vâng ạ. Con giúp đang em tí. Vụ đấy lên báo lắm. Vâng, con biết rồi ạ. Ông phù hộ cho em mạnh khỏe xong rồi thì sinh mẹ phải có khỏe. Ông này nó lên đây đấy. Vâng, nhưng mà nó phải trông cháu. Cháu đấy. Vâng, 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 đúng rồi. Em vâng, muốn lên nhá. Nhưng mà thằng chồng nó vô sự vô sắc lắm. Vâng. Chẳng yêu gì. Vâng. 15, 14 rồi mà nó có tâm một tí. Vừa đọc thương vợ nó tí chứ. Vừa đọc sao lại thế vậy? Mỗi người một tính không ạ? Ông cả nó còn tuổi còn trẻ nên nè. Nhiều khi nó cũng cứ lâu lâu rồi cũng toàn em nó bao bọc hết thôi. Vâng, toàn em nó lâu thôi. Lâu thấy bạn nó lên. Chưa có gì chị cả. Em cũng bao bọc con cũng nói rồi. Vâng. Em nó thương chị nó lắm. Vâng. Thương vâng. Lắm ý. Vâng. Thương lắm, thương lắm. Vâng. Rồi ông cứ phù hộ cho các cháu khỏe. Cho con cho cháu cho hai anh cháu lớn. Vâng. Thương lắm. Thương nó lắm. Vâng. Cái gì cho chị nó. Vâng. Dạ vâng. Cũng nói rồi anh em phải chị em phải bao bọc nhau, ông cứ yên tâm, ông cứ phù hộ cho các em làm ăn công việc tốt, sức khỏe tốt, không phải các cháu, tất cả anh em mạnh khỏe, các chất của ông, các chất của ông thì mạnh khỏe. Hôm nay đi này ông vui lắm, vâng, đông thì vui. Bây giờ con hỏi bố cái này thì bà với là mẹ con có theo lên không ạ? Có. À vâng. Con thắp hương hết mà. Có. Vâng. Đi hết. Vâng. Thì con hôm mà đồng chí con ra thắp hương con kêu luôn tiện thể mà. Đi mà. Có đi mà. Vâng. Vậy cái này con hỏi luôn cháu Thái ở chỗ cạnh bà con với cạnh mẹ thì mẹ con trông nom cháu hay gì thế nào, bộ của cháu phải việc gì không? Con thấy nào bằng con cũng năn tăn lắm. Nhưng mà thôi con để đợi bố tiện thể. Triển khai luôn, không được để như thế, mộng biết gì mà sao nó sập thế hả trời ơi. Để đấy bộ cháu con biết ngay vì nó cỏ nó bằng phẳng con cũng phải nghĩ đi về nhà giúp nó làm và đi con để hôm sập nay nó sập xấu khổ. Ôi trời ơi. Thế thì ông cũng bỏ vào định hướng con để đợi bố đến sang năm 18 con thế nào có được không hả bố? Muộn quá. Sang làm năm cho cháu luôn đi chứ. Sao lại để 2018? 2018 thì có mà chả còn cái gì đâu. Trời ơi, sao lại để thế hả trời? Ông ơi, đẩy sang năm 2017 rồi. Như là ông cũng bây giờ đang cần tháng cận rồi thì có làm không? Cuối năm nay đi có kịp hay là không, sợ nó bận rộn quá. Nó Tết nhất đến nơi rồi nên là chẳng làm được. Cho cô chú qua đồng chí thôi. Sang năm đi. Vâng. Vâng. Sang năm làm luôn đi. Vâng. Sang năm mà cô chú muốn làm cho ông luôn được không? Sang năm khoảng thời điểm là ông cuối năm rồi ông. Mẹ nó đâu? Sao phải để mắc bá làm? Không để về mẹ nó chứ. Nó còn mẹ nó chứ không phải là mất mẹ đâu. Vâng, vậy thì về con cũng nói chuyện với cô vì điều kiện cô cũng có vì cháu này mất không mẹ có mẹ. Cũng phải lo. Thôi thì chúng cái con việc đứng này việc được. Cấp bách nhất mà lại không lo thì còn lo cái gì nữa hả trời. Thôi chúng con đứng lên được cho cô, cho cô nói ơi, được cô có để ông lên đá cô cho bảo với cô đứng lên này cô chú đằng sau hộ tống cái ông nhỉ. Ông ơi, cái việc của ông thì có sang ý của bố như vậy không ạ? Ông thế sang năm chỗ nhà ông có xây được luôn không?
thì cô chú đây, các cô các chú làm luôn cho ông rồi cho các em nữa. Cho em vào trước đi. Đất rộng to đẹp, mát mẻ. Thế sao của ông ấy chưa được à? Từ từ. Được thì ông được thì sẽ bảo. Vâng. Thế thì sao? Nếu mà cứ làm cho em nhà cô thì sao mà cứ đưa vào chỗ đất mới em? Con lại phải để đứng núi xuống, vì bố phải đầu tiên mà. Cứ cho vào đất mới nhá. Vâng. Để cùng như thế. Vâng. Đất đẹp rộng lắm. Vâng. Rộng thích mát. Vâng. Chỗ to hơn ở chân. Đúng rồi, đẹp á. Nhìn cánh đồng bát ngát. Vâng. Vui. Vâng. Khi nào mà ông sang được nhà mới cho ông thì ông bách ông nhá, ông chỉ đối. Cứ từ từ. Vâng. Sẽ nói. Rồi sẽ bảo. Con đang hỏi là chỗ cụ nằm mới là chỗ mẹ nằm có đẹp không ạ? Vì trước ngày xưa con cũng sang nhà mới cho cụ với cho mẹ rồi. Con xây ở chỗ có được không? Nếu mà giả sử sau này sang cho bố thì coi như là muốn đưa chuyển như vậy là mẹ con với lại cụ về một chỗ có được không? Hay là thôi và hết chỗ. Một chỗ. Cô xây rồi, hết một chỗ nha. Đi một chỗ. Đi hết về một chỗ đi, đừng để nhiều nơi như thế nữa. Nhiều nơi như thế là không tốt đâu. Vâng. Đi hết vào. Mai sau đi thắp hương cho tiện. Vâng. Đi đâu đi một chỗ rồi, cứ chỗ này xong chỗ kia. Vâng. Nắm chỗ nắm nơi. Vâng. Thế xây nhà thờ tổ thế ông thấy đẹp không? Đẹp, to đẹp, đẹp. To đẹp nhỉ? Vâng. Chẳng thấy thằng Đại vào lên gì cả. Vâng. Buồn. Vâng. Mỗi đứa cháu gái. Cháu nó... Con riêng với con Minh nhà... Con Minh Lập đấy. Cụ à, cụ ạ. Lớn quá rồi. Vâng. Chẳng nhận ra nữa. Đấy, các cháu đây. Thì cháu con nhà Lộc cũng lên trên này rồi, hôm nay nó ra đây. Và Dung ơi, dạ. Về lo cho thằng Dũng đi. Vâng. Chán lắm. Thế à? Thì cụ xem thì cụ ấy cho con đi để con về con xem. Lo ngay đi. Vâng. Không hỏng đấy. Thế ạ. Hỏng đấy. Vâng. Không nói đùa được đâu. Thế cụ giúp cho chúng con để chúng con biết đường mà lội bên lối mà đi để nhờ người giúp đỡ xem. Nhờ thầy ở đây giúp nhá. Vâng. Nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Thế hôm nay bảo cháu tới nhưng mà nó đi bận gì đâu. Nó bận gì đâu, thế nó đi chơi mà, bận thế gì đâu. Thế nơi bảo là chuẩn bị để đi Ninh Bình công tác. Vớ vẩn. Thế. Mà thôi, nó không muốn lên thì ép nó lên làm gì. Thương con, thương cháu thì cũng... Thôi cố gắng. Vâng. Dung ạ. Dạ. Nếu mà thằng Đài lên đây nữa thì còn nói mấy chuyện. Vâng. Nhưng mà nó có lên, chẳng vâng. Lên. Chẳng lên. Vâng. Hôm qua con gọi cho anh nhưng anh ấy bảo là bận các bác giám đốc về nhưng không có ai trực ở đấy. Bố mẹ thì muốn gặp. Thế. Thế bố mẹ con có gặp con đâu chứ? Con gái đi lấy chồng muốn nói chuyện về gia đình họ dòng họ ấy. Vâng. Thì phải nói bác trưởng chứ. À. Thế ở Trần vừa rồi như vậy, anh em như vậy lộn xộn đất cát rồi nọ kia thì thế thì như không vậy. Không tùy chẳng có tâm gì nhỉ. Thôi. Thế thì con hỏi nhà con mẹ con thế nào ấy đó. À con Linh đang muốn hỏi mẹ và cụ xem là mẹ cháu. Mẹ Loan nó thế nào? Đấy. Biết làm sao được hả con? Vâng. Biết làm sao được. Thôi thì đến giờ rồi con ạ. Đến giờ đến số rồi. Cái dòng họ nhà mình kém quá. Thế bây giờ sao cho mà con cháu nó cho mày thấy cháu nội có tâm đi xem nó về già. Mày thế. Mày ơi là mày. Mày được thằng chồng nó ủng hộ. Thích thật đấy. Đại ông. Vâng. Nhưng mà cũng cảm ơn vợ chồng cô chú Tùng này này. Vâng. Chỉ đường mách lối cho. Vâng. Đại ông.
nó thương em nó lắm. Nó thương em nó nên là cái gì nó cũng bảo em nó. Nên ông cũng vui. Anh chị thì phải giúp đỡ cho em biết được bảo em được thì phải dạy bảo đó. Anh chị nó tốt tính lắm. Vâng. Mà chẳng giấu các em gì. Vâng. Có cái gì là bảo các em luôn. Nói thẳng. Được cô dâu này nói thẳng thế. Thẳng tính, có khi chửi cả vào mặt em xong thôi. Thế thì tốt đi ông ạ, còn nóng không ạ? Thế tốt con ạ. Vâng. Thế con mới được bố con phù cho thế chứ. Bố con thích lắm con ạ. Sướng lắm. Con mừng lắm ạ. Sướng mà mừng lắm. Vui lắm. Vui lắm, vui lắm. Con đang gặp bố con ở dưới đấy cơ. Ông bà với cả ông bà con với bố con thì có gặp nhau thường xuyên không ạ? Có, đến nhà nhau chơi. Dạ. Vui lắm. Vâng. Đến nhà nhau chơi mà. Vâng. Ăn cơm ở đấy cơ. Vâng. Thông gia mà. Vâng, thông gia. Vui không nhỉ? Thứ thoảng đến ăn cơm thông gia. Vâng. Vui. Vâng. Xong thì làm chén rượu chén chè đi về. Dạ. Hôm nào nhà Tùng Nương ấy. Dạ. Mà có cúng ấy. Vâng. Thì mời cả ông đến nữa nhá. Dạ vâng. Kêu ông đến cho nó vui. Dạ vâng. Chén rượu chén chè tí cho vui, anh em cho vui. Dạ vâng. Nhá. Dạ vâng. Tùng ơi. Dạ. Nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Rồi nào mời ông về nhà ông nhá. Ừ. Lắm hôm đến nhưng chẳng thấy cháu nào mời lại đi ra. Chúng mà không biết ông ạ, à, bảo thì các cháu biết chị. Vâng. Vâng. Theo ông cái nhà đấy Tùng ạ. À, dạ. Cái nhà mà để cho các em ở ấy. Dạ. Nhà đấy tốt con ạ. Dạ. Nhà đấy tốt lắm. Vâng. Lộc. Vâng. À đấy ạ. Vâng. Sau này mà giả sử anh chị có điều kiện bán lại cho các em. Dạ vâng ạ. Thế vâng. Ạ. Vâng. 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 Vậy thì càng tốt không ạ? Thì lộc đấy thì các anh có rồi thì cho các em hưởng tí. Vâng. Anh vâng. Em mỗi người hưởng tí. Vâng. Vâng. Nhá. Vâng. Chứ còn bán cho người ngoài thì nhiều tiền nhưng mà thôi thương các em. Vâng. Không sao. Vâng. Vâng. Cho nhiều, có anh chị cho nhiều ấy chứ. Vâng. Các em nó còn cho đóng mấy đâu. Vâng. Vâng. Nó chỉ giúp được tí thôi. Vâng, vâng, vâng. Con... Nhưng mà vậy ông cũng mừng. Vâng. Vui. Vâng, ông vui là được rồi ạ. Ông vui. Ông nhớ cái nhà đấy để cho các em nhá. Vâng, ông cũng vui hoan hỉ là được rồi ạ. Nếu mà có bán ấy, tí vâng. Ông bảo vậy. Vâng. Rồi ạ. Nếu ông mà bán, bán cho các em ông ạ. Bán cho các em. Vâng. Ở cho vui. Vâng, cho gần nhau. Cho gần nhau. Vâng, vâng. Mấy tí các anh chị lại xuống nhà cao cửa rộng đấy chứ. À, lại chẳng ở đấy đâu. Ông ủng hộ cho chúng con như thế. Ông không ở nhà này hả ông? Không ở cái nhà chung cư đấy đâu. Mà ở đâu hả ông? Nhà biệt thự to lắm. Rồi thế à? Ông bà, ông nội các thứ mọi người đã lo hết cho rồi. Đất cát vui hoan hỉ lắm, thích lắm. Khiếp vui nhở? Vâng. Vui thế. Bố con lo xa thế à? Ông đính mà lại. Vâng. Thế không biết tính ông Định à? Dạ vâng. Đấy biết rồi con hỏi. Vâng. Ông lo từ cái đời nào ấy, có rồi đấy. Vâng. Nhưng mà chưa đâu. Chưa đến thời điểm. À đấy ạ. Ừ. Ông Định thì ông tính kỹ lắm. Vâng. Bố con cẩn thận mà. Khiếp chỉ đường đi bước cho con dại. Kinh vâng. Thật. Vâng. Kinh. Vâng. Ông cũng vui chứ. Anh mà được lên thì các em lại được nhờ. Dạ vâng. Vui. Vâng. Ông vui. Vâng. Ông vui vì hôm nay ông được vào đây. Vâng. Ông vui lắm. Hôm nay ông hoan hỉ lắm đúng không? Ông hoan hỉ mà. Vâng. Ông hoan hỉ bao giờ ông chưa lên bao giờ. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ được nói chuyện như thế này. Ông vui lắm. Ông vui. Ông có điều gì nhắn nhủ con các cháu không ạ? Ông vui, ông đang vui. Ông vui lắm. Vâng. Ừ. Ông vui. Bố cô con... Ở trong Nga Dung sao là có tốt không ạ? Tốt chứ. Ông phù hộ cho cháu để ông nhắc công việc. Vâng. Có chứ. Nó có tâm thế làm sao tôi không phù hộ. Vâng. Vui lắm. Vâng. Thằng đấy tốt lắm đấy. Vâng. Tốt. Ông xem con làm bố thế cho nó có được không? Được. Khéo nhỉ. Nhất chị. Nó biết đấy, nó biết ơn lắm.
Nhưng mà nó chưa có điều kiện thôi. Chứ nó điều có điều kiện nó cũng chẳng tiếc anh chị cái gì đâu. Tính nó cũng thoáng tính lắm. Cả hai vợ chồng tính nó cũng thoáng tính. Nhưng nó chưa có thôi. Chưa có nó cũng chẳng tiếc đâu. Nó mà có tiền đợt vừa rồi thì nó đã đưa hết cho anh chị lo việc. Nhưng mà cái này nó cũng vẫn phải cố cho cả gia tiên. Nên nó chưa có tiền, chưa có tiền nhiều như anh chị. Nên là nó còn phải vay mượn tí. Nhưng thôi thì lo được như thế thì ông cũng mừng. Ông cũng mừng, ông hoan hỉ, ông vui. Cả dòng họ Phạm vui, vui lắm, vui lắm. Ông đến từ lâu rồi, nhưng mà chưa được sang tai. Vui lắm, vui ơi là vui. Vì cháu ông có tâm, ông vui lắm. Nhưng mà phải cảm ơn anh chị nó. Anh chị nó bảo mách nó, nên nó mới biết. Mai anh chị cố gắng thu xếp đến đây tí nhá. Cố gắng, mai cũng biết là bận rồi. Nhưng mà thôi các con, mai ông chỉ về đây ngày mai nữa. Thì các con đến với các em một tí, cô chú một tí. Cho mượn ô tô rồi còn chẳng ấy nữa là. Đến đây với các em, với các cô chú, mọi người. Cuối giờ con Tranh sẽ chạy kho được ạ. Ban ngày nó hơi bận tí thì ban ngày thì ông cũng biết mà bận lắm, nhiều việc không ạ? Bận mà nhiều việc, nhưng thôi cố gắng tối đi, tối về đây nói chuyện với ông một tí vậy. Dạ, vâng. Ông quý ông mới bảo thế đấy. Dạ, vâng. Chứ không thì ông cũng chẳng bảo làm gì. Vâng. Cuối giờ con về với ông một tí không nhá? Vui thì ông mới nói thế chứ còn thực tế không vui, không nói đâu. Vâng. Không nói đâu. Thế ra tiền các họ khác từ cũ với mình hôm nay có về không? Họ về hết đây. Đông không? Đông. Chèn mãi mới được vào đây. Yeah. Ông khỏe gì? Khỏe chứ. Vâng. Được đi vào trước rồi nhỉ? Không. Rượu. Vào thôi. Gia gia tiên họ Nguyễn, nhà anh Nguyễn Mạnh Hà có đông không anh? Đông. Gia chủ đi có mỗi mình cái kia hỏi han gì. Thế à? Thế ông mỗi nhà mình đông ông nhỉ? Mỗi nhà mình đông vui. Vâng. Ông tạo điều kiện giúp đỡ gia đình gia tiên họ tí, cho cháu một ghế tí để nói chuyện. Con cháu thì chắc nhỉ? Chắc cháu con cháu của ông còn cháu chắc của cụ nữa. Nha, họ họ phải lo chứ. Nhà tôi lo nhà tôi chứ. hôm nay về đây vui thế gì nhá. Vui nhưng mà tôi chỉ lo nhà tôi thôi. Yeah. Còn nhà họ biết nhà họ. Thôi biết gì mà nói nhà họ. Ông hỏi thăm các cụ cái. Nói đi. Ông nói chuyện với các cụ Hoàng Nguyễn hôm nay về đây có vui không? Đã thoát hết chưa? Bảo họ đi cùng. Sao lại đi có mỗi mình với ông lái xe làm gì? Bảo nhà họ đi cùng. Nhà họ không có thì thôi ông cũng ít quay đường xem cho anh Vũ Mạnh Hà anh biết ông nhá. Nguyễn Mạnh Hà anh biết tí ông nhá. Anh này vất vả lắm ông ạ. Anh đi với mình. Vợ chẳng có tâm gì đâu mà. Vô chi vô sạch. Chán lắm, nhà đấy chán lắm. Chán kinh khủng. Nhưng mà thôi anh có tâm. Anh có tâm. Thì được thằng chồng có tâm. Nhưng mà vợ chán lắm. Đáng nghĩa ra hôm nay đi cúng này này. Nhà anh thì bảo vợ anh đi nữa, nhưng vợ anh không có tâm. Đi cùng với lái xe là... Đi cùng với lái xe. Chị cũng có tâm đấy không ạ, nhưng mà chẳng qua là sức khỏe kém thôi, còn hai đứa con nữa. Hỏi lại đi. Một phần thôi. Trước mặt vậy thôi. Thôi tôi chẳng nói nhà họ đâu. Nhà tôi còn chẳng lo xong nói nhà họ. Lo làm sao được mà bố sao? Nói ra biết đâu lại không phải họ lại đánh tôi. Ông ơi lại ông nhà con hoàn cảnh ấy. Nhưng có đúng như thế không? Chú khai đi. Thôi nhưng mà kệ. Phải vợ không? Có phải vợ anh như thế không? À, vợ con yếu ông ạ. Dây thì hàng. Yếu lắm, vợ con yếu. Hai đứa con cũng yếu. Thế hôm nay lại thầy làm lễ ở bán cái cháu ở chùa. Nên là không đi được. Yếu vì là các gia đình cũng nói thế thôi đúng không? Bên nhà bác Hà, bác ấy hôm nay đúng bác ấy đi đưa xe người lấy gia đình nhà anh là nói chung là nhiều cái khó lắm. Nhưng mà phải có người đi cùng cơ. Chứ thế này thì tôi chỉ lo cho nhà tôi thôi. Lát tôi chẳng dám nói. Lát nữa để mời ra tiên họ Nguyễn lên để nói chuyện tí không ạ? Nha ông nha. Còn ông thì còn ngày mai rồi ngày kia ông muốn nói chuyện lúc nào lên đây thầy sẽ giúp ông lên nói chuyện mà ông muốn lên nhiều không?
muốn chứ. Thế thì ông bây giờ ông phải nhường cho Gia Tiên họ khác một tí nhá. Các cụ cũng đang nóng lòng nóng ruột lắm. Ai bảo nhà tôi đang nói chuyện. Nhưng mà ông phải nói chuyện mà. Ông cũng muốn gặp con cháu nhiều thì ông lúc nào lên đây cũng được. Nhá, để thầy mời Gia Tiên họ khác lên nói chuyện một chút nhá. Để cho thầy mời Gia Tiên họ Nguyễn. Hôm nay cũng nhờ Gia Tiên họ Nguyễn nên là Gia Tiên chúng ta ấy, hôm nay ông mới cũng có mặt ở đây đó, không có là không tổ chức được một khóa lễ như này đâu. Ông ạ. Bên họ Nguyễn Minh Kiều có lên nhiều không ạ? Vô chư vô sách, nhà có biết đến ai như này. Mà hôm nay cũng các cụ lên hết và nhà bên đằng nội họ Nguyễn thì còn nhà cháu Dũng ở đây bố. Thế là có về đây được hết không? Về nhưng mà các cụ cũng được nói chuyện. Có ai nói chuyện, có tên cháu này biết gì mà nói chuyện. Cứ nói để cho nói gì các cháu nó biết, cháu Dũng và em nó biết để truyền đạt lại cho bố mẹ chú các cụ trên đây đấy là đang mời các cụ bên đấy lên nhá. Bây giờ xin ông lại sang Bát Hương bên kia ngự đi nhá, để thầy làm việc tiếp với Gia Tiên của họ. Vâng. Hôm nay rất là đông, chúng ta sẽ lần lượt, còn ông thích gặp con cháu nào cũng được, bên đây thầy mời lên nhá, được không? Con chào ông. Con chào bố. Vâng. Đập vai. Đập với vai, đập vai. Mấy cái tính đập mạnh lên cứ đập. Nhé. Yeah. Nay mới được khai căn à? Vâng. Nên là gương học tập giống chị sau này khai xong tốt. Mọi người ngồi khoanh chân nhắm mắt đi ạ. Đi đâu? Không, mọi người cứ ngồi đi. Xin phép quan thần linh cai quản, mọi người cứ kệ, không sao đâu, vì xưa tôi siêu thoát rồi thì không nhập không mệt đâu. Chứ trước khi mà lễ này mà gọi lên thì ốm người luôn. Cứ nhắm mắt lên ạ. Từ từ đã. Cho xin cơm nước. Ở đây hôm nay có nhiều may có nhiều nhập người nhập được không? Mình cũng để đưa chai. Sao không sai người khác đi cứ bảo tôi thế? Ai uống nước đi nào.